dù cho nhân dân kia còn bao đổi thay, chẳng thể ủi an tâm hồn ta đã có. Chút ơi, chút lấy cái người ra trước đi, để cái chân canh lại, Lâm Anh xeo cái quần này cho mấy anh em đó. Hello mọi người, alo Thu Trần, chào mọi người nha. Mọi người vào đây, mọi người chào Lâm Anh một cái nhá. Mọi người ơi, mọi người vào đây, mọi người chào Lâm Anh một cái nha mọi người. Hello xinh đẹp nhất quả đất, chào anh nha. Hello anh. Hello mọi người, cho tí anh đem vào đây cho nó sáng coi. Chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ nha mọi người. Nếu mọi người đang ở trong live của Lâm Anh thì hôm nay sẽ có một cái live rất là vui vẻ với mọi người luôn. Hello nha. Thử nói cho tôi là ở đây có ai ở đây không? Mọi người chấm lại cho tôi cái. Chia sẻ đi mọi người ơi. Chia sẻ được nhận được nhiều quà hơn. Hôm nay thì thôi khỏi đi chút. Hôm nay thì Lâm Anh sẽ lên cho mọi người một siêu phẩm bên nhà Lâm Anh đang được sale nha mọi người. Đó là một chiếc quần lửng. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Đây là chiếc quần lửng bên nhà Lâm Anh đang sale cho anh em này. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Đây là một cái quần lửng rất là đặc biệt luôn mọi người. Mọi người biết tại sao mà nó lại đặc biệt không? Tại vì hôm nay nó vừa được sale. Chúc ra chỉnh lại cái quần cho chị cái. Vì cái quần này không chỉ là nó hôm nay được sale mà là nó lại là một cái quần thiết kế rất là đặc biệt luôn mọi người nha. Thì hôm nay anh em nào muốn mua chiếc quần này với giá sale thì mọi người ghi dùng Lâm chữ quần đuổi đi, quần lựng đi ạ, quần sọt lựng đi ạ. Đây mọi người nhìn nhá, cái chất quần ở phía trong này nó được làm bằng lót rất là đẹp luôn anh em nha. Chất vải thì cực kỳ dày, và hơn nữa thì ở cái quần này nó sẽ có, đó là một cái cắp chun. Mọi người nhìn thấy không? Nó sẽ có cái cắp chun như thế này. Em khỏe không? Em khỏe ạ. Nó sẽ có cái quần này, anh đặt quần này mọi người nhìn cái form lên này, cho cái con mannequin canh lên đây mà không mặc áo được không? Cái form quần lên rất là đẹp luôn anh em nhá. Và bên nhà mình đã lên like trước cho anh em rồi. Ở đây là có phần like sẵn cho anh em luôn. Anh em nhá, cho cái áo trần lên, không mặc áo. Chứ không mặc áo như hồi nãy. Là nó đã có một, đó là gì ạ? Nó đã có lên, đó là cho anh em, đó là nó đã có lên cho anh em, đó là một cái like rồi. Và hơn nữa là ở trong này nó sẽ có cặp chun cho anh em. Đấy anh em thấy không? Cái cặp chun rất là đẹp xịn luôn. Lâm Anh nói luôn, sẽ không có chỗ nào mà anh em có thể kiếm được một cái quần mà giá vừa rẻ hơn như bên nhà Lâm Anh đâu. Chiếu gần cái quần cho anh xem đây, cho anh em coi này. Cái mác, tem mác cũng rất là xịn luôn nha. Sao quần này á, mà anh em mua trong shop ít nhất là nó phải lên 300-370 rồi. Nhưng mà hôm nay bên nhà Lâm Anh sẽ sale xuống giá gốc cho mọi người luôn. Thì anh em nào quan tâm quần này lên số 1 cho Lâm Anh, để nhân viên nhà Lâm Anh sẽ nhắn tin liền cho mọi người ạ. Anh em nào giá bao nhiêu một cái, mọi người ơi lên phím 1 dùm cho mình đi ạ. Vì cái quần này thứ nhất là nó có một cái đặc điểm là vải nó rất là dày. Đấy, màu trắng thì anh em rất là dễ mặc để đi chơi. Anh em thấy không? Anh em phối đồ gì màu trắng nó cũng rất là ok anh em nhé. Riêng cái màu trắng là anh em lên như thế nào nó cũng rất là ok luôn. Đó, lên phím 1 cho mình nếu như anh em muốn nhận cái quần này và muốn nhận báo giá cái quần này đấy ạ. Đây anh em nhìn này, Lâm Anh sẽ đứng dậy cho anh em coi này. Cái quần này này, thứ nhất là ở cái phần đai này nha mọi người, nó sẽ có cặp chun cho mọi người. Có nghĩa là khi cái cặp chun này đi ra đi vào nó sẽ rất là thoải mái cho anh nào bụng bự. Đấy, anh em nào thấy mà mình bụng bự nha, anh em nhớ là mua cái quần này nha. Cặp chun này, túi ở hai bên rất là dày luôn mọi người nha. Túi ở hai bên rất là dày, và hơn nữa là anh em phối đồ đi chơi rất là dễ luôn. Anh em nào muốn mua cái quần này với giá hôm nay được sale và free ship thì anh em lên phím 1 dùng cho mình ạ. Có quần xịt không em? Không có quần xịt đâu anh trai ơi. Mọi người nhìn cái lót trong của nhà Lâm Anh là mọi người thấy này, có màu đen luôn ạ. Cái này nhà mình, nhà Lâm Anh sẽ có màu trắng và màu đen. Có màu trắng và màu đen luôn mọi người nhá. Cái này sẽ có màu trắng và màu đen luôn. Và mọi người đừng có rời đi, tại vì chuẩn bị sau cái quần này thì Lâm Anh sẽ lên cho mọi người một siêu phẩm sale 199 thôi. Mà một siêu phẩm rất là đẹp, sale 199 mọi người nha. Rồi ok, cái quần này anh em nào đang muốn nhận báo giá thì anh em lên phím 1 dùng cho mình. Tại vì ở bên này á mọi người, thì khi em like ở trên Facebook á thì sẽ có rất là nhiều đối thủ ở đây coi cái like này. Nên là bên em phải giữ giá đến khi mà bên em báo cho anh em. Nhưng mà em đảm bảo luôn, cái giá nó quá ok luôn. Anh em nào muốn biết giá ngay lúc này luôn thì anh em lên phím 1 dùng cho em đi ạ. Lên phím 1 đi, nhân viên nhà em sẽ báo giá liền cho mọi người chiếc quần này đây. Chiếc quần này đây, phím 1 mọi người nha. Rồi, anh em nào ở trong live này, anh em có thể chia sẻ cho Lâm Anh được không ạ? Chia sẻ cái live này lên, và mọi người bấm thả tim vào cái live này cho em nha mọi người nha.
Có cái nào có mùi của em không? Cái này có mùi của em này. Mua mới cần có mùi à? Mọi người nhìn cái tem mác của nhà Lâm Anh đi. Soi là soi, mọi người nhìn thấy cái chất vải đi. Và mọi người nhớ nhá, mua hàng bên nhà Lâm Anh kiểm hàng mới nhận hàng, kiểm hàng mới thanh toán mọi người nhá. Ở đây là không có lừa dối gì mọi người đâu. Tại vì bên nhà Lâm Anh là làm ăn là mọi người cứ kiểm hàng trước. Mọi người kiểm hàng trước cho nhà Lâm Anh. Và mọi người biết không? Mọi người kiểm hàng trước này. Và mọi người làm sao ạ? Thanh toán khi nhận hàng, thanh toán khi nhận hàng, kiểm hàng trước và thanh toán khi nhận hàng cho em. Chứ không cần phải là trả tiền trước hoặc là cọc, bên nhà em sẽ không có cọc cái gì luôn mọi người nha. Làm ăn ở đây là mình uy tín là chất lượng, uy tín là hàng đầu. Mọi người sau khi nhân viên em báo giá, mọi người thích mọi người lên size cân nặng về nhà kiểm tra cái hàng có giống như Lâm Anh nói không? Cởi cái hàng ra, lột cái quần ra xem cái chất vải có giống như Lâm Anh nói không? Sản phẩm này đai mác đồ có giống như là Lâm Anh đang nói không? Ok không ạ? Giống giống như là Lâm Anh đang nói không? Lâm Anh khoe lên đây cho mọi người xem một cái quần như thế này, anh em đoán giá khởi điểm là bao nhiêu? Anh em sẽ không bao giờ có một cái giá nào mà nó ok hơn ở shop Lâm Anh đâu. Đây là Lâm Anh hứa với mọi người luôn. Giá cực kỳ hấp dẫn luôn. Và làm sao ạ? Cái quần này nó sẽ có đai cặp chun cho anh em. Chất vải là vải bông bô sợi tự nhiên, có phần co giãn cho anh em. Một cái quần sọt như thế này đây. Anh em nào muốn là nhận được cái giá sau khi mà Lâm Anh livestream xong thì mọi người nhớ bấm phím 1 cho Lâm Anh nhé. Lên một lần thôi là nhân viên nhà Lâm Anh sẽ thấy và sẽ gửi hình ảnh báo giá cho anh em nha. Ok chưa? Quá là ok như thế này mà chỉ có giá rất là nhẹ nhàng như thế này mà các ông mà bỏ qua là không được đâu nha. Các ông mà bỏ qua con áo, con cái quần này là tôi nói thiệt là các ông sẽ rất tiếc nuối. Tại vì làm sao mọi người thấy rồi, cái màu trắng mặc đi chơi nó rất là thoải mái. Cái màu trắng nha mọi người mặc đúng không? Mọi người mặc đúng không ạ? Mọi người phối đồ kiểu gì nó cũng rất là hợp với mọi người luôn. Cực kỳ hợp, ví dụ anh em mà mặc với cái áo đen cũng được, cái áo trắng cũng được, áo hồng, áo gì cũng được. Vì cái màu trắng nó quá là dễ phối đồ. Mà anh em lo là ở cái quần trắng đi á, đi mặc đi á, thì thứ nhất là quần đùi trắng nó có một cái thế này này, đó là dễ dơ. Hai là nó sẽ bị lộ phần trong. Nhưng Lâm Anh ở đây là uy tín ra đảm bảo luôn. Cái chất vải nhà Lâm Anh nó không dễ dơ. Cái chất vải nhà Lâm Anh nó không dễ bám bụi bẩn đâu. Lâm Anh nói thật luôn. Cái chất vải này anh em trừ khi mà ngồi ở vụng lầy bẩn lắm nó mới bẩn thôi. Còn ví dụ anh em mặc mà bình thường đi trong nhà hay đi ra ngoài cà phê hay là đi đánh đi ra, Lâm Anh hứa mọi người, cái vải của nó là sợi, nó rất là khó để làm sao ạ, nó không hề khó, nó rất là khó để bám bụi lại. Con trai mặc được mà anh, nên là quần con trai mà nó khó để bám bụi lắm anh em nhá. Và nó có lên like mọi người. Cái này thì mình sẽ có hai màu trắng đen cho anh em, có hai màu trắng đen cho anh em nhá. Rồi ok, Lâm Anh sẽ dừng like ở tại đây để chuẩn bị. Lâm Anh sẽ xuống like ở mã này và để cho nhân viên Lâm Anh sẽ check đơn cho mọi người, gửi tin nhắn cho mọi người. Bây giờ anh em nào anh em lên phím 1 cho mình đi, lên phím 1 cho nhân viên nhà Lâm Anh, nhân viên nhà Lâm Anh sẽ inbox liền cho mọi người luôn ạ. Bây giờ mọi người lên phím 1 để Lâm Anh xuống like nhé. Và Lâm Anh sẽ hẹn mọi người tối nay sẽ có nhiều mã hơn. Anh em nhớ bấm theo dõi trang của Lâm Anh thì tối nay sẽ có nhiều mã hơn mọi người nha. Ok chưa? Mọi người ơi, bấm theo dõi nhà Lâm Anh đi ạ. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Lâm Anh sẽ dừng like đây để báo giá cho mọi người liền nha. Bye bye mọi người.